Những dấu vết còn sót lại cho thấy hồ nước này đã từng xuất hiện cách đây ít nhất 10.000 năm và có diện tích trải dài trên phạm vi rộng tới 150 km vuông. Theo nghiên cứu từ các mẫu sinh vật lấy được từ vị trí của hồ, có nhiều khả năng đây là nơi sinh sống khá lý tưởng cho nhiều loại sinh vật. Các nhà khoa học cho rằng những mẫu đất sét tại hồ nước có tuổi đời còn khá sớm. Chính vì vậy mà nhiều khả năng nó sẽ khiến cho các suy đoán trước đây về thời gian khả năng sự sống tồn tại trên sao hỏa được nới rộng thêm. Sự phát hiện mới này càng làm tăng thêm bằng chứng cho giả thuyết trước đây sao hỏa đã từng ấm hơn, ẩm ướt hơn và có môi trường sống gần như trái đất hơn. Trước những tín hiệu tích cực này, các nhà khoa học sẽ tiến hành thêm nhiều nghiên cứu sâu hơn nhằm giải quyết những khúc mắc còn sót lại về quá trình hình thành cũng như nguồn gốc của sự sống trong vũ trụ.